Chào các bác nha, hôm nay em lại mua được khoảng độ 40kg củ khúc gác ngọt này các bác này. Khúc gác ngọt hay còn gọi là thủ phục linh nha các bác nha. Đây toàn những cái củ già khủng luôn các bác ạ. Mỗi củ như vậy là toàn là 3-4kg như một củ nha. Đây này, bác xem này, có củ đến 4,5 cân như củ này 5kg khả năng. Em chưa cân nhưng mà em cân thử một vài củ để thấy toàn 3kg một củ các bác. Đây các bác xem này, đây nha. Đấy, 3kg củ này. Toàn hàng già to khủng cá này. Củ này thì chắc phải 2,5kg. Đây, 2,7kg. Các bác 2,7kg nhá. Như vậy củ rất là to luôn. Đợt này ấy. Đây, cái hàng này thì em đang bán là 50.000 1kg xịt rửa sạch sẽ như hình nhá các bác nhá. Về các bác chỉ việc ngâm rượu thôi. Đây. Và cái củ này mà cho vào bình thì rất là đẹp luôn. Ví dụ như củ này ta cho cái bình mà trụ này, bình trụ này, đấy, thì ngâm rất là tuyệt vời luôn. Củ này tương tự như vậy này. Rồi một số củ là to lắm. Đây các bác xem, toàn hàng già chọn hết nha các bác nha. Cả mấy tạ em chọn được 40kg thôi. Vào cái khu vực người ta thu mua dược liệu đây, mình thích chọn củ nào mình chọn. Mua lấy cái hàng chuẩn như vậy về cho các bác ngâm rượu hay là nấu nước uống thì trong cái mùa hè này thì giải khát rất là tốt luôn. Chữa đau lưng mỏi gối này, đau nhức xương khớp này. Đấy. Nó giúp mạnh gân cơ đối với những trường hợp mà chân tay yếu mỏi. Đấy. Do tuổi cao rồi thì chức năng gan với thận nó suy giảm. Các bác nhá. Cái này là bổ gan thận đấy. Giúp mạnh gân cốt khỏe sinh lý. Tăng cường chức năng lọc máu của cơ thể, đặc biệt là chức năng lọc máu của thận. Các bác lưu ý cho em như vậy. Cái củ này thì đang rất là phổ biến và rất nhiều người sử dụng để mà nấu nước uống hàng ngày vào mùa hè này. Làm cho cái cơ thể nó sảng khoái lắm các bác, nó mát mẻ, nó không bị nóng trong người nữa. Và đặc biệt là những trường hợp mà do nóng trong người, nóng gan dẫn đến là mụn nhọt, mẩn ngứa, ngứa ngáy cơ thể thì dùng cái này cái là nó lặn hết nha các bác nhá, nó biến hết luôn. Đấy. Bởi vì nó đào thải cái độc tố trong cơ thể và làm mát cơ thể mà. Đấy, giúp toát mồ hôi. Đấy. Chính vì vậy mà nó rất là tốt cho sức khỏe đấy các bác ạ. Đấy. Khỏe gan thận đấy. Cái củ này cũng phối hợp với một vài củ nữa trong cái bài thuốc trị đau nhức xương khớp rất là hiệu quả, đó là cốt toái bổ, thổ phục linh như thế này. Thiên niên kiện, ngưu tất nam, hà thủ ô đỏ và một số các loại dược liệu khác nữa trong một cái bài thuốc mà em đã từng giới thiệu cho các bác rồi trên kênh YouTube của em. Bác nào có nhu cầu mua củ khúc khắc ngọt còn gọi là thổ phục linh này thì gọi cho em theo số điện thoại là 0388984410 và đó là số Zalo của em luôn. Đấy, cái này em đang bán có 50.000 kg thôi, xịt rửa sạch sẽ các bác nha. Đấy, hàng rất là ok luôn. Đấy, vị ngọt dễ uống. Đấy, nó không phải là ngọt lắm đâu mà nó hơi ngọt ngọt thôi các bác ạ. Và nó mát lắm, uống vào ấy, ta mà nấu nước ta đun ta để trong tủ lạnh ấy, hoặc là ta băm khô ta hãm nước rồi cứ hàng ngày là ta cứ lấy ra ta uống thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Và khi uống cái củ quá ngọt này ta lưu ý là ta bỏ luôn nước chè nhá, phải dùng thay cho nước chè luôn. Đấy, uống hàng ngày ấy. Đấy, bởi vì nếu mà ta mà dùng kết hợp cả với nước chè nữa thì nó sẽ mất đi tác dụng của củ khoác này. Đấy, cái thổ phục linh này, bởi vì trong nước chè có cái vị là có cái chất là tannin, nó sẽ làm thay đổi đi cái tính chất của thuốc. Đấy, đây là em lưu ý các bác vậy thôi. Đấy, còn cái này thì sử dụng cái liều lượng này thoải mái luôn các bác. Đấy, nếu mà dùng phối hợp với các vị khác như bạn này em nói thì dùng từ 20-30g một lần phối hợp với các vị kia. Còn nếu mà ta dùng độc vị mình nó, ta dùng 50-100g thoải mái. Phổ biến nhất là 50-80g một lần đun nước uống các bác nhé. Xin chào, hẹn các bác trong những video tiếp theo.